rất vui được chào đón các con quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ của cô thân mến, mở đầu bài học, các con giúp cô quan sát bức tranh này và cho cô biết bức tranh này vẽ khung cảnh ở đâu. Chúng ta quan sát kỹ, bức tranh này vẽ khung cảnh đường phố tấp nập người đi lại. Các con có thể thấy con đường với dòng người và xe được chia thành 4 ngả như thế này. Ở những chỗ này chúng mình gọi là ngã tư. Các con ạ, giao thông ở đường phố rất phức tạp, đặc biệt là ở những ngã ba, ngã tư. Và để đảm bảo cho việc đi lại được an toàn, chúng ta cần có những cột đèn giao thông. Các con có thể nhìn thấy cột đèn giao thông thứ nhất, cột đèn giao thông thứ hai, thứ ba và thứ tư trong hình ảnh này. Chúng mình biết rằng đèn giao thông còn có tên gọi khác là đèn tín hiệu giao thông hay đèn điều khiển giao thông hoặc đèn xanh đèn đỏ, là một thiết bị dùng để điều khiển giao thông ở những giao lộ có lượng phương tiện thông tin lớn, thường là ngã ba, ngã tư, đông xe qua lại. Đây là một thiết bị quan trọng, không những giữ an toàn cho các phương tiện mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Nó được lắp ở tâm giao lộ hoặc ở trên vỉa hè. Đèn tín hiệu giao thông có thể hoạt động tự động hay cảnh sát giao thông điều khiển. Để có thể hiểu rõ hơn cấu tạo cũng như tác dụng của những chiếc đèn giao thông, cô mời các con cùng vào với bài học của video này. Chúng ta có bài 5, đèn giao thông. Trước hết, chúng mình có một bài tập đọc cùng tên với bài học. Các con cùng theo dõi cô đọc mẫu một lượt. Đèn giao thông. Ở các ngã ba, ngã tư đường phố, thường có cây đèn ba màu, đỏ, vàng, xanh. Đèn đỏ báo hiệu người đi đường và các phương tiện giao thông phải dừng lại. Đèn xanh báo hiệu được phép di chuyển. Còn đèn vàng báo hiệu phải đi chậm lại trước khi dừng hẳn. Cây đèn ba màu này được gọi là đèn giao thông. Nó điều khiển việc đi lại trên đường phố. Nếu không có đèn giao thông thì việc đi lại sẽ rất lộn xộn và nguy hiểm. Tuân thủ sự điều khiển của đèn giao thông giúp chúng ta bảo đảm an toàn khi đi lại. Trung kiên. Ở bài tập đọc này, chúng mình chú ý cho cô nghĩa của các từ ngã ba, ngã tư, điều khiển và tuân thủ. Trước hết, chúng mình có thể hiểu ngã ba là nơi có ba ngã rẽ giao với nhau, còn ngã tư lại là nơi có bốn ngã rẽ giao với nhau. Điều khiển là làm cho quá trình hoạt động diễn ra đúng quy định, quy tắc. Chúng mình có thể nhìn thấy hình ảnh của một chú cảnh sát giao thông và chú ấy đứng bên cạnh cây đèn giao thông để điều khiển giao thông. Từ cuối cùng chúng mình hiểu cho cô từ tuân thủ, nghĩa là giữ và làm đúng theo đã quy định. Ở đây, khi đèn đỏ, người lái xe này đã tuân thủ dừng xe và để cho hai bà cháu qua đường. Như vậy, chúng mình đã được giải thích nghĩa của các từ khó. Để củng cố thêm, cô mời các con cùng ôn tập lại trong câu hỏi sau đây của OLM. Sau khi nghe cô đọc mẫu và giải thích nghĩa của một số từ, chúng mình hãy cùng nhìn lại bài tập đọc này. Cô mời các con dừng video đọc đánh vần. Và cô trò chúng ta sẽ cùng đọc trơn. Đèn giao thông. Ở các ngã ba, ngã tư đường phố, thường có cây đèn ba màu, đỏ, vàng, xanh. Đèn đỏ báo hiệu người đi đường và các phương tiện giao thông phải dừng lại. Đèn xanh báo hiệu được phép di chuyển. Còn đèn vàng báo hiệu
phải đi chậm lại trước khi dừng hẳn. Cây đèn ba màu này được gọi là đèn giao thông. Nó điều khiển việc đi lại trên đường phố. Nếu không có đèn giao thông, thì việc đi lại sẽ rất lộn xộn và nguy hiểm. Tuân thủ sự điều khiển của đèn giao thông giúp chúng ta bảo đảm an toàn khi đi lại. Trung Kiên. Nếu như các con chưa thể đọc được lưu loát, chúng mình có thể dừng video lâu hơn để rèn luyện kỹ năng đọc. Để hiểu rõ nội dung của bài tập đọc này, cô có những câu hỏi sau đây. Chúng mình sẽ cùng thực hành. Câu hỏi thứ nhất, đèn giao thông có mấy màu? Các con đều đã đọc kỹ bài tập đọc này và chúng mình xác định được ngay đèn giao thông có 3 màu. Đó là màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Chúng mình nhìn thấy rất nhiều đèn giao thông trên đường phố. Với 3 màu đỏ, vàng, xanh, theo các con, mỗi màu của đèn giao thông báo hiệu điều gì? Từ thực tế của cuộc sống cũng như nội dung của bài tập đọc đã nhắc đến, chúng mình đều biết rằng đèn đỏ báo hiệu người đi đường và các phương tiện giao thông phải dừng lại. Đèn xanh báo hiệu được phép di chuyển. Còn đèn vàng báo hiệu phải đi chậm lại trước khi dừng hẳn. Cô đã dùng 3 dấu gạch chân bằng 3 màu đỏ, xanh, vàng để các con thấy được tác dụng của mỗi màu đèn trong đèn giao thông. Với từng màu đỏ, vàng, xanh lại báo hiệu cho những điều khác nhau. Vậy thì theo chúng mình, đèn giao thông có tác dụng gì? Cô khen chúng mình rất thông minh. Cây đèn 3 màu đỏ, vàng, xanh này có tác dụng điều khiển việc đi lại trên đường phố. Khi có đèn giao thông, những phương tiện và người qua lại sẽ tuân thủ theo những tín hiệu này để không xảy ra tai nạn. Vậy, nếu như không có đèn giao thông, thì việc đi lại ở đường phố sẽ thế nào? Ở quấy đoạn văn thứ 2, các con đã nhìn thấy câu trả lời. Nếu như không có đèn giao thông thì việc đi lại sẽ rất lộn xộn và nguy hiểm. Do vậy, tuân thủ sự điều khiển của đèn giao thông giúp chúng ta sẽ bảo đảm được an toàn khi tham gia giao thông. Với đặc điểm và những tác dụng của đèn giao thông như vậy, thông qua việc tìm hiểu bằng các câu hỏi, chúng mình đã kết thúc bài học đèn giao thông. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Và hẹn gặp lại tất cả các con trong video thứ 2 của bài học này.